thủ đoạn hèn hạ của công an Việt Nam, bài viết từ nguồn tác giả, nhà báo trẻ Phạm Minh Vũ. Tù nhân chính trị Đoàn Đình Nam, sinh năm 1951 Phú Yên, đã mất tại Bệnh viện Vũng Tàu sáng 5 Tây tháng 10. Sau khi được đưa từ trại giam Xuyên Mộc để chữa thận, ông Nam bị kêu án 16 năm và đã ngồi tù được 8 năm trong vụ công án Bi Sơn năm 2012. Mặc dù trước đó, gia đình đã có đơn xin cho người thân về chữa bệnh nhưng bị từ chối. Sau khi biết tin mất, gia đình xin đem về an táng ở quê thì công an lại từ chối bắt hỏa táng. Nói về vụ công án Bi Sơn năm 2012, Phú Yên là nói về nỗi oan khiên ngút trời bởi vì tất cả 22 người bị bắt kết tội từ 15 năm trở lên dưới cái gọi là âm mưu lật đổ chính quyền, nhưng tất cả đều không có liên quan hay việc làm nào gọi là chống chính quyền. Vụ án này thực chất là vụ án phá hoại tổ chức tôn giáo Ân Đàn Đại Đạo của ông Phan Văn Thu thành lập năm 1969 của nhà cầm quyền và cướp khu du lịch sinh thái Huỳnh Long chân đèo Cả do nhóm ông xây dựng. Khu du lịch sinh thái xây dựng theo mô hình trước mặt là hành hương, sau là nơi tụ tập của Ân Đàn Đại Đạo. Sự hèn mạt của công an Phú Yên ở chỗ vu cáo một tôn giáo thành tổ chức phản động để cướp trắng khu du lịch và nơi tụ tập của tín hữu. Trước năm 1975, Ân Đàn Đại Đạo được tự do hoạt động. Sau năm 1975, bị công an tỉnh Phú Khánh phá hoại bằng cách hèn hạ của Cộng sản là trước khi bắt, công an đã chôn vũ khí để khi khám xét lấy đó làm bằng chứng. Tổ chức ông Phan Văn Thu định lật đổ chính quyền. Sau khi cướp trắng thì Phú Yên rót hơn 200 tỷ để xây dựng khu du lịch sinh thái này. Tất nhiên là không thấy xây cái gì ở đó, thì 200 tỷ đó chảy vào tay quan chức Phú Yên, nhất là Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên lúc đó. Việt Nam có câu truyền miệng, nghĩa tử là nghĩa tận. Thiết nghĩ, người cũng đã mất rồi, không việc gì công an Việt Nam lại trả thù hèn hạ bị ổi với người quá cố như thế. Xét cho cùng, những người đó không hề có tội gì. Tù nhân lương tâm Đoàn Đình Nam đã qua đời, bài viết của cộng tác viên được đăng trên Dân Làm Báo. Tù nhân lương tâm Đoàn Đình Nam vừa mới qua đời sau khi bị cầm tù 6 năm cho bản án 16 năm tù. Ông Đoàn Đình Nam thuộc giáo phái Ân Đàn Đại Đạo. Vào cuối tháng 5 năm 2019, bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ ông Trần Công, cũng là một đạo hữu của Ân Đàn Đại Đạo, bị tuyên án tù chung thân, cho biết cả ông Công lẫn ông Nam đều lâm tình trạng nguy kiệt, hiểm nghèo. Ông Đoàn Đình Nam lúc đó bị bệnh thận, đã rất yếu, được dự đoán là khó qua khỏi. Gia đình đã làm đơn xin tạm dừng thi hành án đối với ông Đoàn Đình Nam để được chữa trị. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã từ chối yêu cầu chính đáng của gia đình. Ông Đoàn Đình Nam đã được đưa từ nhà tù đến Bệnh viện Vũng Tàu và qua đời tại đây. Gia đình đòi mang xác ông về quê an táng, nhưng nhà cầm quyền đã không chấp nhận, bắt phải hỏa táng ông tại Vũng Tàu. Ngày 4 tháng 2 năm 2013, phiên tòa sơ thẩm đã kết án ông Đoàn Đình Nam 15 năm tù với cáo buộc thành lập tổ chức chính trị có tên gọi Hội đồng Công luật Công án Bi Sơn và âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cùng bị kết án với ông là 15 đồng đạo khác, trong đó người đứng đầu là ông Trần Cân, bị kết án tù chung thân. Thực chất, đây là những người tu hành với nhóm đạo mang tên Ân Đàn Đại Đạo, tổ chức chính trị. Hội đồng Công luật Công án Bi Sơn là do công an dựng lên và đặt tên cho họ. Nhóm đạo này đã xây dựng khu sinh thái đá bia rộng 48 hectare tại Suối Lớn, Đèo Cả, xã Xuân Hòa, Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên theo hướng tiền sinh thái, hậu tổ đình. Khu sinh thái này đã được nhà nước công nhận là khu sinh thái quốc gia. Để chiếm cứ, khu sinh thái có giá trị 280 tỷ đồng. Theo Vietnam Tourist ngày này, vào tháng 2 năm 2012, công an đã ập vào và bắt giam những người tu hành tại đây và đưa 22 người ra tòa án với cáo buộc tội danh tàn trữ, sử dụng, mua bán chất nổ. Một vụ án oan sai do âm mưu muốn cướp đất của bạo quyền đã dẫn đến những bản án tù đầy nặng nề cho những người dân tu hành vô tội. Bây giờ, lối hành xử vô nhân đạo truyền thông của tà quyền, ông Đoàn Đình Nam đã nhắm mắt trong nỗi oan khiên, chết cũng không được chôn theo ý nguyện của mình. Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam hãy trao trả xác của tù nhân lương tâm Đoàn Đình Nam cho gia đình an táng.
Theo tin từ chị Nguyễn Thúy Hạnh, ông Đoàn Đình Nam, Phú Yên, một tù nhân lương tâm trong vụ án Bia Sơn đã mất trong nhà tù. Ông Nam bị nhà cầm quyền tuyên án 16 năm tù. Ông đã thụ án được 6 năm thì qua đời vì bệnh thận. Ông Nam bị bệnh thận nặng đã 6 tháng nay. Biết ông không thể qua khỏi, gia đình tha thiết xin cho ông tạm hoãn thi hành án để về nhà chạy thận kéo dài sự sống của ông ở chừng mực nào có thể, và để ông được gặp người thân trước khi qua đời và được chết ở nhà. Nhưng nguyện vọng của ông và gia đình bị chính quyền khước từ. Gần đây, bệnh của ông nặng thêm, cả người và mặt phù to, vô cùng mệt nhọc. Gia đình ông Nam lại một lần nữa tha thiết xin cho ông được về nhà để được chạy thận, hoặc chạy thận dưới sự giám sát của cơ quan chức năng với chi phí của gia đình chịu. Nhưng lần nữa, sự yêu cầu nhân đạo này lại bị nhà cầm quyền khước từ. Nay ông Nam chết ở bệnh viện Vũng Tàu, gia đình đề nghị được mang xác ông về. Lại một lần nữa, cơ quan chức năng không chấp nhận mà phải bắt hỏa táng tại đó. Thiết nghĩ, đây là vấn đề nhân đạo, nghĩa tử là nghĩa tận. Cá nhân tôi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam hãy trao trả xác của tù nhân lương tâm Đoàn Đình Nam cho gia đình an táng theo nguyện vọng. Mong công luận lên tiếng đòi cơ quan chức năng chấp thuận nguyện vọng cuối cùng này của gia đình ông Nam. Một người tù nhân lương tâm đã vĩnh viễn không thể thấy được tự do trên quê hương cho đến hết cuộc đời mình. Tôi, cựu tù nhân lương tâm Trần Vũ Anh Bình, xin chia sẻ vài điều về hình ảnh của một tù nhân. Về hình ảnh tù nhân lương tâm Đoàn Đình Nam, khi chúng tôi bị giam chung tại nhà tù Xuyên Mộc, chú Đoàn Đình Nam là người hiền lành chất phác trong ân đàn đại đạo, một người hiền hòa, cần mẫn, chịu khó và ăn uống trong một cuộc sống rất là kham khổ. Chú cũng như các tù nhân lương tâm bên ân đàn đại đạo rất mong được sớm về nhà trong tuổi gần đất xa trời, rất mong được thấy cái nhân quyền được thực thi ở tại Việt Nam. Nhưng cho tới nay, khi chú trút hơi thở tại nhà tù Xuyên Mộc, cũng là lúc chú cảm thấy cuộc đời của chú không có giá trị là một con người trên chính quê hương Việt Nam. Đây là nỗi buồn của riêng cá nhân hương hồn cựu tù nhân lương tâm Đoàn Đình Nam, và cũng là nỗi buồn chung của tất cả các anh em trong vụ án Bia Sơn ân đàn đại đạo. Xin được chia sẻ nỗi buồn cùng với gia đình hương hồn cựu tù nhân lương tâm Đoàn Đình Nam, nguyện xin ân trên che chở và dẫn đưa hương hồn chú về nơi suối ngàn